Henrio là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Nam Định. Anh đóng vai trò tổ chức các đợt tấn công cho đội chủ sân Thiên Trường và hiện cũng là người ghi bàn tốt nhất đội với 3 pha lập công. Tuy nhiên, ngoại binh này đang phải điều trị vấn đề phù dây chằng chày sên sau và dây chằng sên mát sau, nên không thể góp mặt khi đội tiếp đón Công An Hà Nội hôm nay 2 tháng 8. Trước đó, Henrio cũng đã vắng mặt khi Nam Định thua 0-1 trên sân Hà Nội FC ngày 28 tháng 7 trong trận đấu mà đội quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bế tắc trong tấn công, không lần nào dứt điểm trúng hướng cầu môn Bùi Tấn Trường. Hôm đó, Đức Huy được bố trí đá ở giữa sân thay Henrio, nhưng tiền vệ người Hà Nội cũng dính chấn thương cơ và phải rời sân ngay trong hiệp 1. Do chưa kịp bình phục, Đức Huy sẽ không dự trận tiếp Công An Hà Nội hôm nay. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt nhiều khả năng sẽ phải tính tới phương án kéo cầu thủ chạy cánh Nguyễn Phong Hồng Duy vào giữa như ở hiệp 2 trận thua Hà Nội FC. Khả năng tấn công của Nam Định thêm suy giảm khi cầu thủ đá biên Tô Văn Vũ không thể ra sân. Công An Hà Nội cho Nam Định mượn cầu thủ này với điều khoản không được ra sân khi gặp đội bóng cũ. Ở hàng thủ, Nam Định cũng vắng Hoàng Văn Khánh, trung vệ đang ốm. Bên cạnh vấn đề nhân sự, Nam Định còn lo ngại về trọng tài khi trận này không được chọn để áp dụng VAR, công nghệ video hỗ trợ trọng tài. Gặp Hà Nội FC ở vòng trước, trọng tài không cho Nam Định hưởng phạt góc sau tình huống bóng chạm đầu cầu thủ Hà Nội và ngay tình huống sau đó, họ phải nhận bàn thua. Sang hiệp 2, cổ động viên Nam Định còn phản ứng dữ dội, ném chai nước xuống sân khiến trận đấu phải tạm dừng ít phút vì cho rằng trọng tài không công bằng. Điểm tựa của Nam Định ở trận tiếp Công An Hà Nội hôm nay là sân Thiên Trường. Sân đấu này luôn đông khán giả nhất V-League và được coi là chảo lửa của bóng đá Việt Nam. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà, Nam Định chưa từng thua ở Thiên Trường tại V-League 2023 với 2 trận thắng và 5 trận hòa. Ngoài ra, đội bóng Thành Nam còn có thêm chút lợi thế tâm lý vì từng đánh bại Công An Hà Nội ở cấp quốc gia. Trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy ngày 7 tháng 7, Nam Định phải chơi thiếu người từ phút 58 do Ngô Đức Huy nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, ngay phút sau Henrio đưa đội bóng Thành Nam vượt lên dẫn trước và dù để xuất sắc gỡ hòa, họ sau đó vẫn đánh bại đối thủ trong loạt sút luân lưu. Công An Hà Nội đang khát chiến thắng để trở lại ngôi đầu. Sau khi thực hiện 2 bản hợp đồng đắt giá với thủ môn Philip Nguyễn và Nguyễn Quang Hải, đội bóng thủ đô lại chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất, rơi xuống thứ 3 tại V-League. Philip Nguyễn chơi tốt, có nhiều pha cứu thua, nhưng Quang Hải lại đang mờ nhạt dù liên tục đá chính. Cầu thủ này chưa có pha kiến tạo hay ghi bàn nào trong 5 trận đã qua. Anh thậm chí đá hỏng luân lưu khiến đội thua chính Nam Định và phải chia tay cấp quốc gia. Cùng giờ với trận Nam Định Công An Hà Nội, Thanh Hóa cũng làm khách trên sân Hà Tĩnh. Đội bóng xứ Thanh đang là hiện tượng của V-League 2023 khi bất bại 10 vòng đầu, chiếm đỉnh bảng. Tới vòng 11, họ thảm bại 1-4 khi tiếp Công An Hà Nội, rồi sau đó tiếp tục hòa Nam Định 0-0 ở vòng 12, thua Hải Phòng 0-1 ở vòng 13 và khởi đầu giai đoạn 2 bằng thất bại 0-2 trên sân nhà khi tiếp đón tại Nam Định. Nhưng sau mạch kết quả kém này, Thanh Hóa lại hồi sinh khi tiếp đón Hà Tĩnh.